Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình thấy cái thùng màu xanh này ra bán, thùng của Nguyễn Thanh Phong hôm bữa tặng mình để test thử. Thùng này khá là dày, cỡ một ly đó các bạn. Đằng sau này xanh đậm hơn chút và đằng trước này thì xanh nhạt. Thì mình thấy thùng khá là dày nên mình lấy đi 8 ly mình bắn thử. Nhưng mà bây giờ mình chỉ bắn 3 viên thôi, test 3 viên thôi. Để xem là cái độ ổn định của nó như nào. Hồi chiều thì mình có bắn thử thì cũng được một con cung ngói rồi, nhưng mà mình muốn test thử cái lực của nó ở trong nhà bắn bia. Ok, thì nãy mình nói là mình bắn một cái lon để test thử lực, nhưng mà mình thấy cái lon nó yếu á, bắn mấy viên lủng hết trơn, nên mình muốn bắn vào cái đáy này để xem cái cho các bạn thấy là cái lực như thế nào. Đó. Cho các bạn thấy để xem cái đáy nó chưa hề thủng nhé các bạn. Mình sẽ bắn thử. Một viên bi 8 rồi. Một viên bi 8 rồi. Đây các bạn thấy là cái đáy này, đáy nó dày như thế này, mình bắn viên đạn nó còn đang nằm ở trong này, các bạn thấy không? Đây này, bắn viên đạn nó còn đang nằm ở trong này, các bạn thấy là cái đáy nó cứng như thế này, cứng hơn ở trên này rất nhiều, bắn xuyên qua tức là cái lực đạn nó rất là mạnh, và các bạn thấy là cái tốc độ của viên đạn nó rất là nhanh, nó nằm viên đạn trong này luôn. Sau lấy viên đạn ra, mình bắn có 3 viên cho nên là mình muốn lấy cái viên này ra để mình test sự ổn định, mình bắn bia. Mình sẽ lấy viên đạn này ra. Nó thủng nó như thế này các bạn. Kìa con phướn rồi các bạn. Đâu? Rớt con phướn rồi các bạn. Đang dậy dậy đấy con, thấy không? Batman và một em phượng. Đẹp không các bạn? Gửi tặng cho Cường Seven nhá. Một em phướn đầu tiên. Ok, rất là đẹp. Trúng đầu các bạn. Có một con cung ngói ở trên kia các bạn. Rớt.
rớt luôn các bạn, rớt ở bên đó rồi. Cái thùng hột xanh này bắn bi 8 khá là ổn nha các bạn. Đây các bạn, thùng màu xanh này của Nguyễn Thanh Phong đưa cho mình test, thấy khá là ổn nha các bạn. Thùng xanh này dày 1 ly và mình bắn bi 8 1 hít ở ngoài đường ngoài kia, thấy dây điện của em cung gói. Gửi tặng clip này cho Cường Seven nha, Cường Seven, anh em Phan Con Rai ở bên Sinding Shop, Phan Man và cung gói các bạn. Thùng dày 1 ly và bi 8